Đây, đang trong hãng bảo dưỡng của xe Peugeot Cộng Hòa. Đây, có tất cả các loại Peugeot và các hãng xe khác cũng đều bảo dưỡng ở đây, như của Mazda, các xe của hệ thống chuyển tải phân phối. Đấy, Mazda này, đấy, Peugeot 5008 này, này là đời cũ này, đấy, 3008. Rất nhiều loại, rất là nhiều màu. Đây là màu cam này, màu này là màu vàng be này. Đó. Có cả Mazda này. Đó. Đều bảo dưỡng ở đây hết. Rất là nhiều xe. Đây. Bên kia là 308 đen. 308 cũ. Ở đây 5008. Và 308 đời cũ này. Đó. Tất cả đều bảo dưỡng ở đây. Đó. Ở đây. Em 3008 màu đen trắng. Màu đen trắng. Ở kia có cái em bên cạnh trong kia kìa. Anh Dương đang đi sơn đấy. Rất nhiều loại xe để bảo dưỡng. Ở kia này. Đây là cái xe mới xe cũ ở ngoài này, bao la luôn. Rất là nhiều xe được bảo dưỡng ở đây, cả xe mới lẫn xe cũ. Năm 2008 bảo dưỡng. Đấy, và bên này cũng là rất là nhiều xe này. Đấy, 3008 này. Đèn này. Đèn tuyền luôn. Cũng là phiên bản ASTI này. Trong kia cũng thế cả. Đấy, đây là xe mới này. 3008 mới cứng luôn. Màu đen. Phiên bản Alu này. Đẹp chưa? Đấy. Và phiên bản 2008 màu đỏ này. Màu đỏ rất là đẹp, khá là đồ luôn. Đây là chỗ bảo dưỡng xe ô tô. Đấy, bảo dưỡng xe ô tô còn được ăn uống miễn phí này. Đấy, phải tự phục vụ.